Xin được mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Bác sĩ ơi tại sao được phát sóng vào lúc 16h30 phút thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7 đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, hiện nay trên thị trường tràn lan những các sản phẩm chữa bệnh xương khớp mà không rõ nguồn gốc. Làm thế nào để lựa chọn các sản phẩm điều trị xương khớp từ thảo dược an toàn và hiệu quả? Để trả lời cho những câu hỏi này, ngày hôm nay chúng tôi có mời đến phim trường tiến sĩ bác sĩ Tăng Hà Nam Anh, trưởng khoa chấn thương chỉnh hình bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Kính chào bác sĩ ạ. Xin chào Thanh Phương, xin chào quý vị khán giả. Cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham dự chương trình. Mời quý vị cùng đến với tiểu phẩm sau. Đổ cái gì vậy? Trời đất ơi, bà bị gì bà? Trời, tôi hỏi bà bị cái gì mới đúng á, bà bẻ tôi muốn gãy xương sống này nè, tay chân hết đau hay sao, thấy nhảy quá không biết gì. Nè, người ta nói là lấy độc trị độc, càng ngày cái thái hóa khớp nhiều hơn, mình phải hoạt động cho đừng thái hóa. Hay quá. Rồi hết đau chưa? Vẫn đau, đau lắm, đau mà gồng này đổ mồ hôi luôn, thấy không? Thôi bớt hoạt động, có thuốc trị rồi. Thuốc gì bà đừng làm tôi vui nha, thuốc gì à? Đây nè, đây là thuốc đông y gia truyền. Nghe cô bán thuốc cổ nói ha, cái thuốc này là có từ thời ông Sơ, ông Sở, ông Sờ, ông Sẩm gì của cổ rồi. Đông y gia truyền hả? Ừ, hồi sáng đi chợ, thấy đứng bán ngoài chợ rồi tôi mua luôn đó. Mà sao bao bì nhãn mát nó không có sắc sảo vậy? Coi cắt mà nó lỏng lẻo lắm nè bà ơi. Cô gỡ ra nó tróc làm sao? Tại vì á, người ta làm thủ công, hiểu không? Bây giờ bà cho tôi biết cái ngày sản xuất đó là ngày nào đi, nó không có một cái chữ gì hết. Trời ơi, ba cái thuốc nam của mình đó là bà biết rồi. Để càng lâu á thì gọi là thuốc, gọi là càng lợi thuốc. Luyện 500 năm á thì nó tốt, theo độ 500 năm mà. Này chắc phải 7-7-49 ngày. Đó, mấy ngày đó là người ta cúng lớn lắm, nhiều khi người ta cúng vậy ta cảm ơn đời luôn đó. Thôi đây này, đưa tôi đi. Chi? Thì tôi trả lại cho người ta. Ủa chị Thúy? Dạ. Mới qua hả chị? Anh sao vậy hả? Sao thấy mặt mày hốc hác? Khổ lắm chị ơi. Sao vậy? Bà xã tôi nè, bị đau nhức xương khớp, sưng cái đầu gối. Từ sáng cho tới tối, chân tay nó tê buốt à. Chăm sóc riết mà tôi mất ngủ. Làm vợ mà sao không lo cho chồng được chỉ trơn trọi vậy? Nè, lo được thì lo, lón được qua đây tôi lo luôn cho. Bà ơi, giá cũng lâu rồi đó. Không em đây, đây em bà bển giờ cho lo cho nhau luôn đi. Ý tôi là tôi tốt, tôi lo cho cả thiên hạ. Đó, bà tôi còn lo thì chồng bà tôi lo giùm luôn, cái có gì đâu mà. Chị nói cái trái nhà nha. Bà mới thỉnh được một cái chai gọi là đông y gia truyền mà chuyên trị bách bệnh luôn, đặc biệt là khớp. Cái này không được nha. Cái hũ thuốc này là không rõ nguồn gốc nè, không có giấy phép cấp của Bộ Y tế nè. Mà hai vợ chồng này đúng là cặp sóng thần mà. Hả, nghi cái nghi có đôi luôn hả? Thì thôi không lấy thì thôi tôi đem về. Chị Thúy ơi, thuốc uống là phải có nguồn gốc xuất xứ hẳn hoi đàng hoàng. Chị mua ba cái thuốc này à, rồi uống vô tiền mất tật mang. Tôi nói cho hai bà biết, hiện nay có một phương pháp điều trị đau khớp hiệu quả, đó là kết hợp điều trị theo phác đồ của bác sĩ và uống bổ sung sản phẩm từ thảo dược. Đây nè, cái hũ này người ta cũng từ thảo dược không đây nè. Thấy cây lá cỏ chứ có con gà con vịt nào trong này đâu. Tôi nghĩ là giờ vậy nè, mình cứ tư vấn bác sĩ đi. Coi bác sĩ nói sao. Rồi. Bác sĩ ơi, dùng sản phẩm đau nhức xương khớp như thế nào là hiệu quả? Thưa bác sĩ, cũng như là nhân vật ở trong tiểu phẩm, hiện nay có rất nhiều người đang bị thoái hóa cột sống, rồi đau xương, nhức khớp. Vậy nguyên nhân gây ra những triệu chứng này là gì? Và bệnh có nguy hiểm hay không? Biện pháp điều trị ra sao ạ? Chúng ta cần phải khai thác bệnh sử, hỏi ra bệnh nhân bị đau như thế nào, rồi phải cho đi chụp hình, cho làm xét nghiệm này mới ra được cái bệnh. Nhưng mà dựa trên cái tần suất mà bệnh nó xuất hiện đó, thì với những cái triệu chứng như đó là cái tình trạng thoái hóa là cái thường nhất. Tại vì sao người ta thấy như thế này nè, khoảng 23% những người trên 40 tuổi là bị thoái hóa khớp, 100% những người trên 60 tuổi là bị thoái hóa khớp. Chúng ta thấy có những nhóm người mình gọi là trẻ, tức là khoảng 35 dưới 40 là trẻ gì, nhưng mà bị thoái hóa khớp sớm. Tại vì cái cách sống của họ, ví dụ như là họ bị béo phì, họ không có vận động, đặc biệt là giới văn phòng. Hoặc là có những cái người họ vận động nhưng mà từ thứ hai đến thứ sáu không vận động, thứ bảy chủ nhật là đánh tennis từ sáng tới chiều, thì cái khớp nào mà nó chịu nổi, thì vô tình mình hủy hoại cái sụn khớp mình nó lẹ hơn. Quay trở lại cái chuyện là thoái hóa khớp có nguy hiểm hay không, nó nguy hiểm chứ. Vì nếu mà đã thoái hóa khớp mình không điều trị thì sẽ dẫn tới cái tình trạng là tàn phế, khớp bị hư hoàn toàn, đi đứng nó rất là đau, hoặc thậm chí đi không được. Rồi khi không đi được thì ngồi xe lăn, trầm cảm. Người ta đi chơi mình không đi chơi được, ở nhà trầm cảm. Dạ thưa bác sĩ, hiện nay thì trên các báo mạng rồi trên Facebook có những quảng cáo về các sản phẩm điều trị viêm xương khớp. Nguy cơ của việc sử dụng những cái sản phẩm điều trị viêm xương khớp mà không rõ nguồn gốc như vậy thì ảnh hưởng như thế nào ạ? Những cái thuốc trôi nổi mà không có nguồn gốc nó sẽ để lại tổn hại trên các cái cơ quan của chúng ta. Thận là một,
gan là hai, là hai cơ quan đầu tiên chịu ảnh hưởng của tất cả những cái thứ mà mình ăn uống vào. Thành ra khi mình uống những cái chất trôi nổi nào đó vào, và khi đó nó sẽ tấn công trực tiếp lên gan và thận. Cái thứ ba, mình uống vào thì phải đi theo cái đường dạ dày nó đi vô, nó sẽ làm cho mình bị hư cái hệ tiêu hóa, đặc biệt là dạ dày. Có nhiều cái trường hợp á, uống trước hôm sau là thấy người khỏe khoắn, nó không có đau, nhưng uống một tháng xong giờ cái mặt tôi nó sưng như vậy, đụng vô đâu nó chảy máu rồi đó, nó nổi mụn tùm lum hết trơn. Rồi cái người chân á thì nó nhỏ lại, mà cái mình thì nó phì ra vì người ta trộn corticoid vô đó. Mà cái này thì rất là thường gặp. À dạ thưa bác sĩ, hiện nay trên thị trường thì có những cái sản phẩm chiết xuất từ thảo dược để hỗ trợ điều trị bệnh xương khớp. Xin bác sĩ cho biết là một vài những thảo dược an toàn, hiệu quả hay sử dụng để điều trị các bệnh về xương khớp hiện nay ạ? Bây giờ kể cả Tây y người ta cũng quay trở lại với những cái thành phần mà thảo dược thiên nhiên. Vì sao? Là tại vì cái tác dụng phụ nó sẽ ít hơn, duy trì được cái tình trạng bệnh của bệnh nhân ổn định. Tôi lấy chẳng hạn như là cái vỏ cây liễu trắng. Khi mà lấy cái vỏ cây liễu đó, người ta chiết xuất cái chất đó ra cho bệnh nhân sử dụng chung với lại thuốc, thì người ta thấy rằng là nó làm giảm được cái sử dụng thuốc xuống, tức là khoảng 7 đến 14 ngày gì đó, khoảng 2 tuần, trung bình khoảng 2 tuần thì bệnh nhân bớt đau nhiều, thì khi đó người ta giảm thuốc, giảm đau từ từ xuống. Cái thành phần đó người ta có thể sử dụng lâu dài 3 tháng, 6 tháng mà nó không có tác dụng phụ, nó giảm cái hiện tượng viêm khớp, giảm cái những cái hiện tượng hư hại của sụn khớp đi. Cái cây khác là cái cây móng quỷ, thì trong đó người ta chiết xuất ra cái chất Aparagosa chẳng hạn, ngăn ngừa cái sự phóng thích các chất trung gian và các cái enzyme có hại gây ra cái hiện tượng hủy hoại sụn khớp, và nó có thể hỗ trợ được trong việc giảm cái sử dụng thuốc xuống cho bệnh nhân. Thành khi kết hợp cả hai cái chất này lại thì nó làm tăng cái hiệu quả giảm đau kháng viêm cho bệnh nhân, làm cho bệnh nhân bớt đi những cái triệu chứng đau. Thưa bác sĩ, hiện nay thì xu hướng sử dụng những cái sản phẩm hỗ trợ điều trị có chiết xuất từ thảo dược trong việc điều trị các bệnh về xương khớp, và xin bác sĩ cho biết cần lưu ý gì khi lựa chọn những cái sản phẩm hỗ trợ điều trị này? Mình muốn biết cái sản phẩm đó mình có đáng tin cậy hay không thì nó đã được cơ quan kiểm nghiệm của Bộ Y tế cho phép, cấp phép lưu hành hay chưa. Cái thứ hai là những cái công ty sản xuất cái đó là khi đưa ra lưu hành thị trường trước đó nó đã có những cái nghiên cứu nào để cho thấy rằng là sử dụng nó có hiệu quả hay không. Tôi lấy ví dụ cái sản phẩm mà chiết xuất từ cây móng quỷ với lại cái vỏ cây liễu trắng ở Đức á, người ta thử nghiệm ở trên 600 bệnh nhân thì người ta thấy rằng là khoảng 92% cải thiện được cái triệu chứng nó sau một thời gian uống, và như vậy người ta thấy là nó có hiệu quả. Thì khi có hiệu quả rồi thì người ta mới được cấp phép lưu hành. Và như vậy nếu mà nó có những nghiên cứu như vậy thì rõ ràng rằng là nó đáng tin cậy hơn. Lời khuyên khi sử dụng các sản phẩm xương khớp: lựa chọn các sản phẩm có thành phần được chứng minh an toàn hiệu quả như cây móng quỷ, vỏ liễu trắng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, uy tín, được cấp phép của Bộ Y tế, được chứng minh an toàn của Viện Kiểm nghiệm Bệnh viện uy tín. Nên sử dụng sản phẩm có chiết xuất từ cây móng quỷ với vỏ liễu trắng, an toàn với dạ dày và giúp giảm viêm khớp, bảo vệ và tái tạo sụn khớp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp, thoái hóa cột sống, duy trì chức năng vận động ở các bệnh nhân xương khớp. Các nghiên cứu lâm sàng chứng minh cây móng quỷ và vỏ liễu trắng có tính kháng viêm, giảm đau xương khớp, tái tạo sụn khớp hiệu quả, tăng khả năng vận động ở người đau nhức xương khớp. Xin được cảm ơn bác sĩ với những thông tin chia sẻ về sức khỏe vô cùng hữu ích vừa rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với tiểu phẩm của chương trình ngày hôm nay để xem rằng các nhân vật sẽ giải quyết tình huống ra sao nhé. Đúng là hiện nay có rất nhiều sản phẩm chăm sóc sức khỏe trôi nổi, không rõ nguồn gốc trên thị trường. Đó, nghe chưa? Nên người tiêu dùng phải thận trọng. Chính xác. Để mua được những sản phẩm mà an toàn và chất lượng á, thì sản phẩm đó phải được sản xuất từ những đơn vị có uy tín, được cấp phép của Bộ Y tế nè. Bác sĩ nói á, là có thể dùng dược phẩm nào mà có chiết xuất từ cây móng quỷ và vỏ cây liễu trắng. Ừ. Đó, cái đó quan trọng lắm á. Cho nên bây giờ thôi họ kiểu chị cũng qua chị mua thuốc cho em rồi. Thôi ngồi rót nước mời chị, em chạy ra em hỏi thử coi có nhà thuốc tây nào nó có cái loại đâu không, mình mua mình uống thử. Giờ khỏi hỏi. Sao vậy? Anh mới mua đây. Tao nói rồi, đồng thanh đồng thủ kìa ha, vợ vừa nghĩ là chồng mua sẵn rồi vậy đó. Không, cái này chắc tôi nghĩ ông cũng nghiên cứu rồi. Phải công nhận á, bà có chồng á lo sướng ghê vậy đó. Phải công nhận mà bà đánh ngay chỗ đau đau thiệt luôn á. Cái viên xương khớp này đó là sản phẩm tiên phong chiết xuất từ cây móng quỷ và vỏ liễu trắng. Đó, nãy mới nói đó. Ừ, đã được chứng minh lâm sàng giúp giảm viêm khớp, thoái hóa khớp, cứng khớp, thoái hóa cột sống và sưng đau xương khớp, đặc biệt là đau mỗi vai gáy nữa. Sản phẩm này á được cấp phép bởi Bộ Y tế luôn đó và sản xuất bởi một cái nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP. Ủa mình gọi cái thuốc này tác dụng sao mình? Thường á, sau 7 đến 14 ngày sử dụng, người dùng sẽ thấy giảm đau, sau 2 đến 4 tuần á thì bệnh nhân sẽ đứng lên, đi lại, ngồi xuống rất là dễ dàng. Sau 3 đến 6 tháng thì bệnh nhân không còn lo cái chuyện mà đau nhức về xương khớp nữa. Chàng ơi hay quá. Nhưng mà nói gì nói cũng cảm ơn anh.
tôi sẽ rút kinh nghiệm. Uống thuốc gì, xài thuốc gì để trị bệnh mà liên quan đến sức khỏe của mình á, thì cũng phải xài hàng đúng hãng, đúng hiệu, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Hay quá, từ nay cho đi là em không còn cái chứng đau nhức xương khớp nữa mình. Hay quá. Vâng thưa quý vị, chương trình Bác sĩ ơi tại sao cũng xin được khép lại tại đây. Một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Tăng Hà Nam Anh đã dành thời gian tham dự chương trình ạ. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.